Chào các bác nhá. Như hôm trước đã hứa, hôm nay sẽ cho các bác xem hình ảnh thực tế từ chiếc ống nhòm cao cấp Bootsy nhá, Bootsy. Hàng cao cấp, cái này đảm bảo các bác nhòm qua một phát là ưng ý ngay. Thực ra là cái công nghệ điện thoại quay nó sẽ không bằng mắt thường của các bác cảm nhận được. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, các bác đưa lên nhìn thì các bác sẽ ưng ý hơn rất nhiều. Thế còn tôi quay qua điện thoại đây thì cũng hơi khó quay. Ở đây này, nên tôi phải bịt một mắt lại này. Còn một mắt còn lại thì tôi sẽ đưa mắt camera điện thoại vào đây để tôi quay này nhá. Thế còn khi mà các bác nhìn ấy, nó có cái số ở trong đấy ấy, thì các bác nhìn qua cái mắt bên này thì các bác sẽ thấy cái số đo. Còn các bác nhìn qua mắt bên này không thì sẽ không thấy nhá. Đây tôi đang ngồi trên cái ban công hiên nhà tôi này. Đây các bác nhìn thấy cánh đồng xa này nhá. Đây cái chỗ nhà 3 tầng đây kìa. Đây tôi zoom hết cỡ điện thoại này này. Đây có một cái đốm đỏ đỏ, chắc là cái anh ấy đang làm một đống cát đấy nhá. Đấy nhà 3 tầng đấy nhá. Đấy. Tôi lại zoom lại về hết cỡ này. Thế đây cả này quang cảnh trước nhá. Cái quang cảnh cánh đồng này. Đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn cái chòm nhà xanh xanh này. Đấy cái tút xanh ngoài này. Mới lại cái cột điện cao ấy nhá. Thì tí nữa tôi sẽ đưa vào ống nhòm cho các bác xem nhá. Đấy. Thế này thực tế cái quang cảnh cánh đồng này. Đây ô tô đi, hai ô tô đi ở bờ đây kìa. Bây giờ tôi sẽ đưa vào ống nhòm nhé. Đưa vào ống nhòm cho các bác thấy. Cái này là tôi lấy tay tôi giữ thôi. Nhiều khi nó cũng không ổn định thì các bác cứ xem từ từ nhá. Đây. Đây tôi dọn lên trời này. Thì các bác thấy các số đo của nó nhá. Các số chiều cao, chiều chếch. Đấy. Thì cái này anh em nghiên cứu về chuyên môn thì sẽ nắm được. Đây nhá, đây là hình ảnh thực tế ông nhòm nhìn đây. Đây, tút ngoài bờ đây phía ngoài kìa. Đấy, cái chòm nhà xanh. Chòm nhà xanh mà lúc tôi chỉ ấy. Đấy nhá, chòm nhà xanh tôi chỉ ngoài kia nhá. Đây. Đây cái cột điện này, cái cột phát sóng cao mà lúc nãy tôi nói đấy. Đấy. Các bác thấy không? Nó phải đạt cỡ mấy cây số rồi. Nghìn mấy mét rồi. Mà hình ảnh nó nét như vậy đấy nhá. Tôi quay lại cái nhà 3 tầng phía bên này. Đây nhà 3 tầng phía bên này lúc nãy tôi chỉ đây này. Cái này nó hơi nóa. Đây nó ổn định lại này. Cái này đây. Cái này nó còn phụ thuộc vào cái mắt cam điện thoại đấy nhá. Mình lại có giữ được im hay không. Đây có giữ được im hay không. Đây. Em zoom lên. Đây, đây nhá, đây là cái hình ảnh người ở trên đống cát đang làm này. Zoom tí nữa. Đấy, thôi lại. Zoom lại. Đây tôi có zoom điện thoại một chút nhá, zoom hết cỡ luôn. Rồi. Thế đây các bác thấy này. Đấy thực tế nó là xa tít mù tắp như vậy đấy. Nhưng mà khi qua ống nhòm là các bác thấy nó nét căng luôn. Mà nó rất là gần, rất là rõ nét. Thế còn cái này mà để cho anh em đi săn ong, đi tìm ong như cái chòm cây ở phía trước này thì không phải suy nghĩ rồi nhá. Rất là nét rồi. Cái này là tôi hoàn toàn lấy tay tôi giữ. Đâm ra nhiều khi nó không được ổn định. Các bác thông cảm là cũng chưa nghĩ ra cái cách nào mà nó quay được đẹp hơn. Đây. Ví dụ như cái chòm cây này thì con ong hay không thì rất là rõ ràng rồi. Kể cả 500m vẫn là nét nhá. 500m vẫn nét căng luôn. Đấy. Đây các bác thấy thực tế này. Thực tế thì nó xa tít mồm tắp luôn nhá. Xa tít mồm tắp ấy. Nhưng mà hình ảnh qua ống nhòm thì cực kỳ là nét. Rất là gần. Đấy, nha, rất là gần các bác nhé. Đây cái nhà 3 tầng ngói đỏ phía bên kia kìa. Đấy. Lúc tôi có cho bác xem đấy. Đấy. Ví dụ cái nhà này đây là tôi zoom bằng điện thoại không ấy. Đây là tôi zoom điện thoại không các bác nhé. Đấy.
Đấy, cái nhà xa tít một tấc như vậy. Đây tôi đưa lại vào ống nhòm một lần nữa cho các bác xem này. Đây các bác thấy không? Đây là vào ống nhòm nhưng mà chưa rô một tí nào nhá. Đấy bây giờ có ai có cô gái xinh đẹp nào mà đứng ở ban công kia thì anh em đang quan sát rất là rõ. Đấy. Thấy không? Có cô nào mà đẹp xinh gái kia nhìn thấy ngay lập tức. Đấy là cái nhà 3 tầng mà tôi quay lúc ở điện thoại xa đấy. Đây. Đống cát rồi này. Cái này là tôi giữ bằng tay nên mà các bác thông cảm nó cứ rung. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất, điều khẳng định với các bác ấy, đây cái ống nhòm này. Các bác mà nhận được thì đảm bảo là không phải chê điểm gì hết nhá. Không phải chê điểm gì. Nếu mà các bác đưa vào mắt các bác nhìn thử thì cực kỳ luôn nhá. Hàng ống nhòm cao cấp Bootsy nhá, hàng cao cấp nhất hiện nay. Đây. Em cầm đây. Đây nha các bác nhá. Vừa nãy tôi thử ấy là tôi bịt cái mắt bên này lại. Tôi đưa điện thoại nhìn qua mắt bên này. Thì các bác sẽ thấy những cái thông số ấy. Thấy thông số ở trên đấy nó kẻ dọc kẻ ngang ấy. Nếu mà các bác thử bằng mắt thường, các bác bịt bên này lại, các bác nhòm qua bên này không thì nó sẽ không có cái gạch đấy nhá, không có cái số đấy. Còn các bác bịt bên này, các bác nhìn ở bên này thì sẽ thấy số. Nhưng bình thường mình quan sát cả hai mắt nó đối xứng vào với nhau. Các bác nhìn qua hai mắt này, nhưng mà cái ảnh các bác thấy thì trên một ảnh, trên một khung ảnh nhất định thôi thì các bác sẽ thấy được cái số đo đấy, gạch chéo, gạch ngang, chiều cao đấy nhá. Thế còn cái phần này ấy, các bác để nguyên, không phải chỉnh sửa gì hết. Anh em nào mà biết thì về nghiên cứu xem những cái này nó chỉnh cái thông số gì nhá, thì anh em nghiên cứu. Cái này tôi cũng không nắm được kỹ. Ống nhòm cao cấp Bootsy, hình ảnh cực đẹp, cực nét nhá. Cái hàng này thì các bác là tiền nào của đấy, các bác nhận được hàng này thì khỏi phải chê rồi, thì giá sẽ hơi cao, nó là hơn 1,5 triệu một chút. Đấy các bác muốn biết cụ thể chi tiết thì liên hệ với số điện thoại mà tôi ghi ở dưới tiêu đề của video. Shop Tân Ánh, Shop Ngọc Ánh nhá. Rồi cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá.